Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn một món ăn từ khoai tây ngon, dễ làm. Đây là một món xào, đó là khoai tây xào nấm. Và hôm nay mình có một củ khoai tây các bạn. Củ khoai tây của mình nó khoảng 250g, và mình đã cắt ra cái miếng như thế này là các bạn, giống như chip mình chiên lên mình ăn vậy đó. Thì khoai tây này mình cắt ra và mình ngâm vào nước muối khoa lỏng á, khoảng 15 phút thì mình sẽ xả sạch và mình làm cho nó khô ha. Mình lau cho nó khô để mình chiên dầu nó không có bị bắn ra. Đó, như thế này mình cần là 250g khoai tây. Rồi, tiếp theo hôm nay là mình sẽ có nấm bào ngư, thì mình cần là 100g nấm bào ngư. Và mình sẽ có một củ hành tây nhỏ như thế này ha. Nếu các bạn có củ lớn thì mình dùng nửa củ thôi. Rồi, đây là bông boro mình đã băm ra nhuyễn nè. Rồi mình sẽ có nước mắm chay, thì mình sẽ có một muỗng rưỡi canh á, nước mắm chay, một muỗng rưỡi canh nước tương. Và đây là mình sẽ có một muỗng canh hạt nêm chay và một muỗng cà phê đường. Đây là những thành phần để chúng ta làm nên cái món mà khoai tây xào nấm ngày hôm nay của mình. Bây giờ mình sẽ bắt tay vào mình cắt khoai tây ra ha các bạn. Cái món khoai tây này hôm nay mình làm xong mình có thể ăn chung với cơm trắng hoặc là bánh mì mình chấm vào cũng rất là ngon á. Bây giờ khoai tây này mình sẽ bổ muối cao ha, như thế này. Rồi mình sẽ bỏ qua đây. Và mình sẽ có một tí hành ngò rí như thế này nè các bạn, để chút xíu mà mình trang trí trên mặt cho nó đẹp đẹp á. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ đi qua mình chiên khoai tây ha. Bây giờ mình sẽ bắt cái chảo lên bếp và mở lửa lên cho cái chảo nó nóng ha. Tiếp theo là mình sẽ cho dầu vào để mình chiên khoai tây ha. Mình đợi dầu của chúng ta nóng lên rồi chúng ta sẽ bỏ khoai tây vào chúng ta chiên. Mình thấy cái dầu của mình cũng đã nóng lên rồi nè. Rồi mình sẽ cho khoai tây vào mình chiên ha. Mình chiên cho nó vàng lên. Món ăn này hôm nay rất là ngon luôn á, rất là tốn cơm luôn đó các bạn. Nó lại dễ làm nữa đó. Mình biến tấu thêm một tí xíu, mình trộn khoai tây nấm rồi là mình xào lên thôi. Mình sẽ có một món ăn chay rất ngon đó. Mình chiên trong ngập dầu như thế này nè các bạn, để cho khoai chúng ta nó giòn rồi ha. Bạn mà chiên khoai tây như thế này chip á, mà các bạn muốn giòn nha, giòn mà ở ngoài thật là giòn mà ở trong nó mềm á, thì các bạn chiên khoai tây chúng ta nó hơi vàng khoai tây lên, rồi chúng ta sẽ vớt ra, sau đó là mình để thôi cho nó hơi nguội tí xíu, rồi mình sẽ bỏ vào mình chiên tiếp lần thứ hai. Thì khi mà cái khoai tây chúng ta nó vàng lên đem ra ăn á, thì khoai tây của chúng ta nó rất là giòn luôn các bạn, rất là ngon. Tại sao mà mình đi những cái tiệm ăn mình thấy khoai tây họ chiên á, ăn mà giòn ngon mà để được lâu nó không có bị mềm á, là bí quyết như thế là người ta sẽ chiên hai lần á. Mình chiên từ từ như thế này, cái lửa vừa thôi, thì khoai tây của chúng ta nó sẽ từ từ nó vàng lên ha. Mình đảo đều các bạn. Bây giờ mình thấy cái khoai của mình nó cũng vàng vàng là các bạn, mình sẽ bớt ra những cái nào vàng ha. Thì mình sẽ chuẩn bị một cái dĩa và mình bỏ giấy thấm dầu vào, mình bớt nó ra những cái nào vàng thôi mình ấy.
mình không thích, mình sẽ chiên cho nó vàng ha, nó vàng vừa tới thôi chứ đừng có vàng quá. Mấy cái này mình nghĩ được hết rồi các bạn, bây giờ mình sẽ vớt nó ra ha. Rồi mình sẽ lấy cái chảo khác và mình sẽ xào cái khoai tây với nấm. Bây giờ cái chảo của chúng ta nó đã nóng lên rồi, mình sẽ cho vào đây là 2 muỗng canh dầu ăn ha các bạn. Tiếp theo là mình sẽ cho bơ rô vào, mình thử cho nó thơm lên. Bây giờ mình thấy bơ rô của chúng ta nó đã vàng rồi, mình sẽ cho nấm vào. Mình sẽ xào nấm nha các bạn, xào cho lửa lớn. Vừa có khoai tây ngon mà lại có nấm nữa, rồi thêm củ hành nữa, cái món ăn của chúng ta nó rất là ngon và rất là ngọt luôn các bạn. Để phần phần tự nhiên ha, rau củ thôi. Và chúng ta đã chế biến thành một món ăn ngon như thế này. Rồi, bây giờ mình sẽ cho 1 muỗng rưỡi canh nước mắm chay vào, 1 muỗng rưỡi tương, 1 muỗng chai vào và 1 muỗng cà phê đường vào, nó xào lên. Mình xào lên cho nóng cho chúng ta nó chín nha các bạn. Bây giờ mình thấy nấm của chúng ta nó đã chín rồi nè. Mình tiếp theo là mình sẽ cho khoai tây vào, mình xào lên. Rồi mình sẽ cho tiếp cái hành tây này vào luôn. Rồi mình sẽ nêm nếm lại coi có vừa khẩu vị gia đình của mình không. Nếu mà thiếu mặn ngọt gì đó các bạn có thể gia giảm thêm gia vị ha. Mình xào lên như thế này là mình thấy cái khoai tây chúng ta nấu rồi nó đã thấm gia vị rồi, củ hành cũng được rồi. Bây giờ mình sẽ tắt bếp ha, rồi mình sẽ dọn ra mình ăn nóng ha. Và đây là cái dĩa khoai tây xào nấm của mình đã xong nè các bạn. Mình bỏ ra dĩa và mình thêm một tí ngò rí lên mặt cho nó đẹp đẹp ha, nó vui mắt ha. Cái món ăn này mình có thể là ăn chung với cơm trắng nè, hoặc là bánh mì mình chấm vào ăn cũng rất là ngon á. Với một chút sáng tạo một tí xíu, mình sẽ ra một cái món ăn phục vụ thêm cái bữa ăn gia đình, một món ăn chay thì ngon miệng như thế này và rất là dễ làm, đúng không các bạn? Các bạn thấy không, từng cọng khoai tây nè, rồi nấm vô nữa nè, rất là ngon, rất là bổ dưỡng. Và mình hy vọng là các bạn sẽ làm thành công cái món mà khoai tây xào nấm bào ngư ngày hôm nay của mình. Và bây giờ mình xin chào tạm biệt các bạn. Mình sẽ chúc các bạn làm thành công cái món ngày hôm nay nha. Chào tạm biệt.